Ok, hello, hello, welcome to my channel. Today we continue to play game Assetto Corsa. Yeah, ok. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi cái game đua xe nha các bạn. Rất là vui nha. Game này Assetto Corsa này rất là vui, rất là thú vị. Bây giờ này mình làm liền, mình chơi liền ha. Rồi, vô main menu nha. Ok. Và đây mình chọn cái địa hình đây, mình ray thử rồi. Ok, ray weekend nè ha. Championship nè, Broadway nè. Bây giờ mình vô mình chọn cái loại xe nha. Hiện tại là mình đang chọn loại xe đó. Nào. Thế đó xe gì quên rồi. Lotus. Đấy, mình đang lựa chọn cái chiếc xe này. Ok. Chơi luôn đi, chọn chứ nó chơi luôn đi không? Rồi. Ok. Go go go. Ok. Let's go. Here we are. Oh yeah. Hôm nay mình sẽ chơi tất tài với nó nha. Mình chơi nhanh lên nha. Không có chậm nữa nha. Chơi chậm chậm là không có chơi đâu nha. Ok. Rồi, hôm nay mình chơi luôn. Go luôn đi. Đấy. Rồi, mình chơi cho mình coi chiếc xe này trước đi nha. Hai xe ta chạy nhanh hơn cho mình không? Cái giấy, mình đã cố gắng hết sức rồi, mình vẫn còn chạy sập thân lưng đó. Oh, it's faster than my car, I think. Oh, I think it's faster than my car, okay? Stronger Asian. Oh my god. Die, die. Wow, fuck you. Mà mình chạy đụng mạnh quá nó hư chiếc xe của mình nhá. Em xe này cũng vậy á. Mà chạy hư quá nha, mạnh quá trời nó đụng da chạm mạnh lên hư xe đó. It's wrong. Something wrong, yeah. Mà không thấy đường đi như vậy. Kỳ vậy, đường đâu?
Oh my god. Đường đua mà do cong vòng ngoằn ngoèo như kỳ á, đường đua phải thẳng thẳng cho tao chạy chứ. À, đường đua sợ fucking so many way. Okay. I think this is very bad. So now, can I do? Okay. Something wrong. No, must just no wrong. Okay. I think this is the area. Fast at the game. You can get excellences. The things you know, okay? This is similar to Batman car. Yeah, similar to Batman car. See, cong vòng cong qua ngoằn ngoèo à. This man is the bending in the rose. So oh my god. Oh my god. This is nearly wrong. Broken. Okay. Này xe kia cỡ triệu, mấy trăm ngàn triệu chiếc á. À, mua mấy trăm gần cái triệu nha các bạn, mua trên game đó nha.
mà dùng tiền thiệt mua. Đó, thiệt chứ, mình phải mua cái game này về rồi xong đâu. Mình mua game mà phải đổ tiền ra để mua chiếc xe nữa. Chứ còn bây giờ nó cho mình mấy chiếc xe mà động cơ cứ vậy sao chạy. Chạy cho vui thôi. Đó, bây giờ này kia nó về tới nhà mẹ nó rồi mình chưa về tới nhà nữa. Thấy không, phải chơi điểu không? Thấy cái đường đó chơi á, đồ má chơi kỳ vậy. Chậm nha các bạn, nó không điều đường này không có cây cối đã, mình thích cây cối mà. Đường gì đâu mà sáng mát gì đâu mà không có cây cối chứ. Thôi đừng la con. Đẹp rồi đó không? Cái điều cơ mình không mạnh. Ô mẹ nó qua mặt mình rồi. Wow, ơi mình chú ý về một thằng qua mặt rồi. Ok. This is bad way. Ok. Xe mình bắt đầu yếu rồi, để nó không lên rồi đó các bạn ơi. Da chậm vài cái nó chắc hư luôn quá. Things okay, right, hư xe rồi làm sao bây giờ. Đấy. Rồi bây giờ mình put gray nha các bạn, thử coi. Ok, go go go. Kia nó xuất phát ngay từ mình không, xe nó sẽ chiến hơn mà.
hơn. Đây đường gì đâu mà không thấy được luôn các bà, không thấy đường luôn á. Ok, đường không thấy luôn. It's very interesting game, but no tree at all. Nhanh lên, go on. Oh shit, what the fuck. Ow. Oh my god, spam attack. Mình mua cái bộ hoa lăng gì mình lấy đã lên nha các bạn.
Banh xe quá. Xe kiểu này. Oh no, my God.
chưa xong nữa tao ta. Kỳ ha. Coi lại review dù kêu review mày cho nó coi mình lái nha. This is a review. Rồi bây giờ mình review nữa, mình chờ nhảy có quyền thấy không, cái này là kiểu nãy là mình review lại đó ha. Lẫn chọn rồi chị. Trời ơi, được tiếc được tình nè. Ây da. Ow, shit. Yeah. Ba thằng mình về thứ ba chứ các bạn. View này thì chủ yếu là nhìn cho kỹ cái đồng hồ thôi. Cái view này thì coi mình lái nè. Đấy, coi cái người ta qua lăng mình lái nè. Đó quá là mình có thể chọn được cái view mình nhìn nha các bạn. Đấy, hồi nãy mình cũng có thể lựa chọn được, bây giờ cũng có thể lựa chọn được nữa. Đó, rất là độc nha. Im thiệt chứ, trò này đã rồi nha. À, bây giờ này mình... Đấy, xe mình đấy, đó, ok chưa? À, cố lên, cố lên. À, ok. Thôi, hôm nào đó mình chơi tiếp nữa nha các bạn. Bây giờ review bao nhiêu đó được rồi. Oh, thanks for watching. If you like video, please like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Oh, now we must say goodbye. Thanks for watching. Oh, bye bye, ok. Ok. Rồi, bye bye. Yeah. Nào, mình gặp lại nha. Bye bye.